Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập câu thơ tiếp theo. Hôm qua chúng ta đã nói tới câu vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Hôm nay tiếp tục là câu thơ rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Câu thơ số 17, chúng ta tiếp tục học tập. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Đây là chúng ta tránh va chạm tiếp xúc với những cái góc nhọn, những cái đồ vật, tránh va chạm để làm tổn thương cái thân thể của chúng ta. Hay nói cách khác, ngày nay thì người ta hay nói là phòng tránh các cái tai nạn thương tích. Bởi vì thân thể của chúng ta là do cha mẹ chúng ta ban cho. Chúng ta không được để tổn thương. Đây chính là khởi đầu của hiếu đạo. Ở trong Hiếu Kinh thì nhắc nhở chúng ta điều đầu tiên như thế. Cái thân thể chúng ta phải giữ gìn cho nó mạnh khỏe. Không nên để tổn thương. Vì thân bị thương thì cha mẹ lo. Cha mẹ quan tâm tới sức khỏe của chúng ta. Chúng ta chỉ cần ốm đau, húng hắng, ho thôi là cha mẹ chúng ta đã lo lắng rồi các con. Thương chúng ta lắm. Cho nên là chúng ta phải biết thương cha mẹ, đừng để cho cha mẹ lo lắng. Thì đây chính là khởi đầu của cái hiếu đạo, hiếu tâm của chúng ta. Khi các con chơi, khi các con đùa, các con đi lại, làm việc, chúng ta phải hết sức để ý để tránh gây cái tổn thương không đáng có. Rất nhiều những cái tai nạn là do chúng ta sơ ý, do chúng ta lơ là cầu thả, nó gây ra. Đôi khi là nó để lại những hậu quả nặng nề các con, rất nặng nề. Để nói đơn giản như cái việc cho con đi mà chạy nhảy thôi. Ở trường, ở lớp nhiều khi là chỉ một cái việc rất là đơn giản. Chỉ có trượt ngã thôi mà nó gây ra những cái tai nạn về chấn thương. Tay chân thì còn nhẹ các con, chấn thương sọ não. Đầu đập xuống đến nền gạch, đập vào cạnh bàn, rất là nguy hiểm. Nhiều khi là chúng ta đùa nghịch, đùa nhau là đùa quá trớn nữa con. Nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng về thân thể. Ngày xưa thầy nhớ thầy còn đi học cấp 2 đấy. Cái bạn này cầm cái thước kẻ ném bạn. Ném một cái mà chỉ còn một chút xíu nữa là mù mắt rồi. Nó làm cho cái trán của bạn rách một màng thật to, phải khâu đến 5-6 mũi. Đấy, chỉ một cái việc đơn giản, đùa nhau ném cái thước bâng quơ thôi mà ném người này thì nó vào người khác. Cái việc đơn giản như thế thôi thì chúng ta cũng phải tránh, không được làm những cái việc làm mà tổn thương cho chúng ta này, lại tổn thương cho người khác. Rẽ quẹo rộng chớ đụng góc cũng là nhắc nhở chúng ta như thế. Cái góc là những cái thứ nó gây tổn thương cho chúng ta, gây ảnh hưởng tới sức khỏe về mặt thể chất của chúng ta, rồi là cả mặt tinh thần ấy. Cái này thì nó hơi cao một chút, trong nữa thầy chỉ nói một xíu thôi. Các con chú ý cái chỗ này, không chỉ có cái việc là rẽ quẹo rộng đơn giản là những cái góc cạnh đâu các con, nó nhiều những cái việc mà chúng ta cần phải tránh. Ví dụ như là nó có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta là các con cũng phải tránh, ảnh hưởng tới cái sự an toàn của chúng ta là các con phải tránh. Những cái chỗ nào mà nó có nguy cơ rất nhiều. Thầy nói ví dụ như là cụ thể như các con đi xe đạp. Đi là phải đi chậm, đi cẩn thận, phải đội mũ bảo hiểm. Đây chính là chúng ta cũng là rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Là phòng hơn chữa. Phòng tránh, phòng bệnh là hơn chữa bệnh. Nên chúng ta cẩn thận thì chính là chúng ta phòng. Chứ còn đến lúc mà nó đã xảy ra rồi thì đến lúc này là chúng ta phải đi thu dọn cái hậu quả thì rất là mệt mỏi. Cho nên các con phải cẩn thận ngay từ lúc ban đầu. Ngay cả cái góc đường thôi các con cũng phải biết đi bên nào, đến chỗ nào thì được đi, chỗ nào thì không được đi. Ngay cái việc như thế thôi thì chúng ta phải để ý. Tất cả những cái gì mà nó có nguy cơ, những cái trò chơi mà nó ảnh hưởng tới cái việc an toàn của chúng ta là không được chơi.
Ví dụ như là lan can là không được trèo, không được đùa nghịch. Ví dụ ở trường mà có tầng 2, tầng 3, các con tuyệt đối không được chơi gần, không được trèo lan can, không được nô nhau ở những cái chỗ mà nguy hiểm như thế. Không được trèo cây, không được trèo lên ghế, không được trèo lên tường. Thế rồi là không được chơi ở những cái bờ sông, bờ suối, không được tắm ao, tắm hồ. Những cái này đều là rẽ quẹo rộng chớ đụng cong, dễ gây tai nạn. Hôm trước thầy có nói tới cái việc là chúng ta không được đi xe điện, không đi xe điện mới đúng các con. Còn xe đạp điện thì tùy từng lứa tuổi thì có thể cho phép. Những cái xe đạp điện là cái xe mà nó có cái bàn đạp, gắn cái bàn đạp vào, người ta gắn bàn đạp được đạp đi thì mới được. Nhưng mà thầy khuyên các con là tốt nhất nên đi xe đạp, nếu mà nhà gần thì tốt nhất đi xe đạp. Vì sao lại đi xe đạp? Thì nó khỏe. Người ta bây giờ thầy thấy người ta còn phải mua xe đạp, người ta đạp đi mỗi một ngày, một buổi chiều là ở ngoài đường kia kìa. Người ta còn đạp xe đi mấy chục cây số để rèn luyện sức khỏe. Thì bây giờ chúng ta thì cũng nên đạp xe đạp. Ngày xưa thì tuổi bố mẹ các con cũng giống như thầy thì là toàn đi xe đạp với chứ. Làm gì có xe đạp điện. 10 cây số đi học cũng chỉ có đi xe đạp. Nhưng mà ngày nay thì mọi người cứ lo các con mệt. Chỉ có mấy cây số thôi mà lo mệt, phải mua xe. Trước là thầy đi họp phụ huynh, nhà trường cũng cấm xe đấy. Nhưng mà phụ huynh thì sợ là con mệt. Bây giờ là phải có xe chứ nó đi xe đạp thì nó mệt lắm, không học được. Các con không rèn luyện đi, sau này người nó cứ èo uột, nó cứ ốm yếu, nó không có sức khỏe các con. Sau này đi làm mà lại ngồi văn phòng suốt ngày nữa thì cái người này không sinh bệnh cũng là lạ. Đi ra cửa một cái là lên xe máy, xe ô tô rồi. Đi làm thì ngồi phòng máy lạnh, thì làm sao mà nó không sinh bệnh. Người là phải rèn luyện, phải rèn luyện. Các con phải giữ gìn sức khỏe bằng cách rèn luyện thân thể. Nó có nhiều cái góc độ để chúng ta có thể nói cái điều này. Ngoài ra thầy cũng muốn nói thêm một chút cho các con về cái việc là chúng ta tránh những cái nguy cơ gây xích mích, gây những cái mâu thuẫn ở trong cái quan hệ bạn bè hoặc là quan hệ giữa người này với người khác. Cái chỗ nào mà ở trong Đệ Tử Quy dạy rồi, nơi thị phi, nơi ồn náo các con cũng phải tránh, nơi ồn náo chớ đến gần. Có thể là nó ảnh hưởng tới sức khỏe thân thể, tới sức khỏe tinh thần. Rồi ví dụ như là có câu là không sách thánh bỏ không xem, che thông minh hư tâm trí. Thì đây cũng là chúng ta cũng phải biết né tránh, biết tránh những cái thứ mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của chúng ta. Chỗ nào người ta nói thị phi, người ta nói tục, tránh. Chúng ta không gần, không gần gũi. Người ta cãi nhau với chúng ta, người ta muốn gây gổ với chúng ta thì chúng ta nhường. Đấy cũng là rẽ quẹo rộng chớ đụng vào. Bởi vì những cái chỗ này đều là những cái góc cạnh nó không tốt cho chúng ta thì phải tránh, rẽ quẹo rộng ra là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tránh những cái thứ đấy ra thì chúng ta yên ổn. Chịu nhún nhường lên một tí, nhường nhịn lên một chút thì chúng ta không có bị ảnh hưởng. Còn chúng ta đã thấy rõ ràng cái chỗ này là không tốt rồi. Người ta chơi những thứ không tốt, người ta nói những thứ không tốt, người ta làm những việc không tốt mà chúng ta còn cứ đi vào cùng với họ. Thì chúng ta chưa làm được cái câu là rẽ quẹo rộng chớ đụng vào. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của chúng ta rất nhiều. Thì đây là một vài ý ở trong câu kinh văn này. Thì thầy chia sẻ các con rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bậc phụ huynh và các con lên lớp học. Chúc các con có một ngày thực hành thuyết tắc người con thật tốt nha.